không đấy. Huy, Huy Như, không biết nó có đuổi theo mình không? Huy, em sợ. Em bảo vệ chị nhá. Huy, em chịu. Chắc nó không đuổi mình nữa đâu nhỉ. Ôi, em sợ quá, thằng đấy nó đánh em đau quá chị ơi. Ôi, nó biết là mong chị lên lằn rồi. Ôi, cái thằng này em bị đánh hai lần rồi, em kinh tởm nó quá. Ôi dồi, kinh. Sao nó khỏe thế không biết? Nó khỏe cái gốm em sợ. LGBT sao nó khỏe thế? Trời ơi, cái này về anh bốn mà cưới nó là nó đánh cho nát người. Ôi dồi, kinh gốm. Ui, cái này mà gặp lại nó chắc là em bao. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, vừa mới xuống thấy bà dê mãi bảo gọi bà dê mới ra. Mày bị rõ rồi, mày bị ngồi mình nghe, mày nghe bà đấy luôn. Đây này, tao kể mày nghe này. Ai bỏ đấy thông đấu với thằng Kim Chi để cho anh bốn cưới nó, cưới thằng Kim Chi á để lấy 3 tỷ. Mày nhớ chưa? Tao vừa mới thấy bà dê mày không tin à? Tao vừa mới thấy bà dê mới ra ra bảo là ở đâu mày với thằng Kim Chi thông đồng với nhau. Mày biết không, anh hai trai chị ấy nhá thông đồng với thằng Kim Chi để anh để cho thằng Kim Chi cưới anh bốn. Vậy sao tao nghe thấy bảo mày với thằng Kim Chi thông đồng với nhau ăn trộm bùa anh bốn? Tao ngừng mơ rõ. Mẹ ơi, tao kể cho mày nghe, anh bố hai chị hai bà đấy thông đồng với thằng Kim Chi
để cho anh bốn cưới thằng Kim Chi. Để hai vào đây lấy 2-3 tỷ, mày hiểu chưa? Thao. Thật. Thật á? Ơ, tao đứng đi mày làm chó luôn. Mấy bạn lại lừa tao rồi. Bây giờ nhá, mày đi tìm anh bốn đi, tao hẹn anh bốn mà anh với anh bốn đâu. Tìm đi. Bố gọi anh đi ra đâu cây. Đùa lắm, nó cũng tìm tôi. Luật. Rồi, làm sao? Anh đứng ở đây để em đi, anh đứng ở đây để em đi tìm thằng Năm nói chuyện cho ra là chuyện như thế nào. Anh ở đây chị em đi, em đi tìm thằng Năm. Anh lên tao nói chuyện với nó xem nào. Bọn này bây giờ không được rồi, hai cái con này là bơ vã vẫn như thế này là tao bây giờ tao phải cắt từ mặt luôn. Bố lão biết thật dám thông đồng với thằng Kim Chi lừa tao à? Cậy thế. Năm ơi, Năm ơi, Năm ơi. Kịp rồi. Dậy đi tao bỏ anh bốn lên gốc cây. Chờ mày rồi, nhanh lên nói chuyện. Đâu? Chứ không có gì rồi lên nói chuyện cho rõ nhất là làm sao. Đâu? Ôi ôi. Đi, đâu? Tao bỏ anh bốn là lên gốc cây chờ mày rồi. Ok rồi, mày quay lưng lại đi. Cái gì? Ok được đấy, thằng này được đấy. Mày như thế là làm theo đúng kế hoạch rồi, ok luôn. Đi. Đi. Đi làm bắt ăn bốn một tao. Ôi ôi. Đường hôm nay sát thế. Nhìn. Mày chụp thế nhỉ. Má nó mà cái thằng này lâu thế đi mãi trời đâu nó đâu. Ôi ngay trời nó đấy quá. Mẹ em nấu canh chua. Ông Bốn. Ê, con Năm. Mày này, chúng mày hẹn tao ra đi mà tao đợi mày mãi từ sớm đến giờ nhá. Từ sáng đến tối rồi này, con này trời tối rồi còn chưa thấy chúng mày đâu. Con này mách rồi mặt ra đây à? Ơ? Vâng. Thằng Sáu đâu? Thằng Sáu ở dưới kia kìa. Sao lại dưới kia nữa? Thì nó ngủ rồi. Mày bị ngộ à? Rõ ràng là bổ nhau ra đây ba người đây nói chuyện nó ràng từ đầu đến đuôi. Mà cứ đấy lại một tặng đứa đi, đi cùng nhau xuống dưới đấy. Đi gọi nó dậy, đi. Đi nghe, mày dẫn đường đi. Mày biết đường mà mày không dẫn đường đi à? Hả? Mày bắt tao, mày đi thì mày à. Mày đùa tao đấy à? Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cướp anh ngớ này rồi. Cướp. Ê, Năm ơi, Năm ơi, cứu anh Năm ơi. Năm ơi, cứu. Ai ơi. Quá ra. Cái gì đây? Năm ơi. Đứa mà, mày cứu anh, mày không cứu anh, mày không cứu anh. Ôi, đứa nào đây? Đi đâu anh? Đứa nào đây? Đứa nào đây? Ôi, Năm ơi, cứu anh, Năm ơi, cứu anh. Đâu mày không cứu anh mà mày lại đứng đây? Anh đi đâu đây? Ôi, cứu anh đi. Đứa nào đây? Con lợn ở đây. Anh. À. Đứa nào đây? Đứa nào đây? Kim Chi đây anh. Ôi, anh Kim Chi. Ôi, Năm ơi, cứu anh. Là Kim Chi, Năm ơi. Năm ơi. Mày ghê sướng thế, sướng thế lắm mà. Mặt kỷ nhớ. Sướng quá mà. Ok luôn. Thế là làm theo đúng kế hoạch rồi đấy. Không biết là thằng Sáu nó đi gặp con Năm gặp như nào vậy? Câu chuyện các kiểu các thứ đến đâu rồi? Ôi trời. 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 Tỉnh chưa? Ôi, tỉnh chưa em? Tỉnh chưa?
À, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Em quá, em như ơi. Em quá. Anh ơi, bạn đây, chị bảo. Ôi nhé. Thế tự nhiên em lại ra đi, em đắm. Mày, em gặp thằng Năm chưa? Ủa, không biết. Cái gì lại không biết? Em đi gặp thằng Năm mà. Em gặp thằng Năm chưa? Em gặp thằng Năm rồi. Trời ơi, thằng Năm thì nó đánh ngất em ở đây. Em hiện nó ra gốc cây ở ngoài kia mà. Em xuống đây gặp nó đánh ngất em ở đây, em không biết. Thấy chưa? Đã bảo rồi. Mày không thèm nghe bọn chị. Em dại quá em ơi. Này, Năm bây giờ là nó thông đồng với thằng Kim Chi rồi. Đúng rồi, này. Dại lắm em ạ. Nó mà con nói xấu thì bọn chị em đừng có tin. Này, chị bảo rồi, em đã thấy kiểu chưa? Em bị nó đánh ngất rồi, em phải tin bọn chị. Nó lừa em đấy. Nó thông đồng với Kim Chi á? Đúng rồi. Nó thông đồng Kim Chi để ăn cho bò nha anh Bốn. Sao bây giờ anh còn đánh mày để ăn cho bò nhà mày đấy? Đúng rồi. Anh Bốn rồi, tôi ăn rồi. Làm sao lại tán? Anh Bốn ở gốc cây, sợ bao giờ nó ra vẫn làm gì anh Bốn. Ủa sao anh Bốn lại ở gốc cây được? Anh Bốn ở gốc cây. Em hẹn anh Bốn ở chỗ gốc cây, em xuống gọi thằng Năm mà. Ôi trời ơi, em ngu ơi, sao mày ngu vậy? Ôi trời ơi, chả có cái nào ngu như mày. Mày không tin bọn chị, cái này là không tin rồi bọn mình. Thế rồi. Thế là bây giờ là nó đánh cái thằng này, xong đi tìm anh Bốn. Xong rồi mày ơi, toàn anh Bốn là toàn ta rồi. Mày không biết sao, chắc là ta rồi. Đi cứu anh Bốn. Ngu lắm em. Nhanh lên.